Bò này mình bắt lâu chưa? Bò này em bắt được 3 tháng rồi. 3 tháng rồi. Lúc bắt to? Dạ. Lúc bắt to không? Lúc bắt nó vào 2 tạ hơi. À, 2 tạ hơi. Dạ. Nhưng bây giờ con to này chắc phải hơn 3 tạ rồi đúng không? 3 tạ. 3 tạ. 3 tạ. Cái nốt nổi u cục đây là bị phát hiện lâu chưa? Như này chắc bị chắc nó là 3 ngày nay rồi. Bò vẫn ăn uống đúng không? Vẫn ăn uống khỏe mạnh bình thường. Cái bị cái này thì thường khi là em ai nó chỉ xấu cái da thôi. Xấu da chứ anh. Cái xử lý mà không tốt á thì nó nhiễm trùng toàn thân dễ chết đấy. Vâng. Bị háng khả năng nhiều hơn này. Cái vùng bẹn nó nhiều nốt hơn. Cái chỗ vệ sinh nhá, là cứ mỗi lần mình tắm á, thì mình vệ sinh thì chỉ cho nó sạch cái phần mông này. Phần mông này không còn em ai nó không phải viêm da nổi cục, nó cũng dễ bị rụng lông, viêm da nó xấu không bỏ. Đấy, mà những cái phần này là nó dễ dính rất là chặt nếu mà mình không vệ sinh. Kẹp vào. Xong đêm mai cả từng cục nó cứ dính vào như nó vậy. Nó vẫn khỏe mạnh bình thường. Rồi. Đấy, tuy nhiên là đang nói là hướng dẫn thêm cái cách để sau cái việc mà bị. Đây em mới chăn thêm mà. Bắt tay mới được tầm 3 tháng. Lúc em mua giá giống này bao nhiêu tiền con? Em giống mình con gà dạng 15. 15 nghìn một cân á? 15 triệu một con. À 15 triệu một con. Nhưng nếu mà cái con này giờ mà bán thì giá được bao nhiêu? Con nào anh? Tất cả những con này. Chắc kiểu bán hơn 20 triệu. À. Mới nuôi được 3 tháng này. Vâng. Thế cũng được chứ nhỉ. Con này hôm em thấy rẻ quá, con này bắt có giá 10 triệu. À. Rồi. Nó gầy. Rồi nếu mà nuôi không cái này cũng được rồi, mình kết hợp có thêm cái gỗ béo ra súc. Vâng. Em có bỗng độc và rượu được ăn thêm không? Không, có bên anh có thêm cái gỗ béo ra súc của anh trộn thêm. Vâng. Thì cái nhưng mà bây giờ nó chưa đến tầm. Không. Cái này nó là đa vi lượng bổ sung là được. Bao tiền cân này? Cái đấy thì cũng rẻ không? Đâu. Để anh xem lại cái giá. Có gì thì anh ấy xem. Ok. Em mà năm nay là ấy là nếu mà không nhiều công việc ăn nuôi chuồng được thì con luôn. Chuồng mình rộng mình nuôi số lượng nhiều thì nó mới có lợi nhuận tốt hơn. Còn nuôi ít thì không bỏ. Này trông bắt đầu hồi đấy. Hồi đấy.